Với tư cách là hãng hàng không từng tài trợ cho Mitran Việt Nam 2022, Viettravel Airlines bày tỏ quan điểm trái chiều khi Mr. Nawaz thẳng thừng body shaming Đoàn Thiên Ân. Vì vậy, Viettravel Airlines sẽ không đồng hành cùng tổ chức MCI khi Việt Nam đăng cai vào năm 2023. Sau khi bị fan Việt gạch mặt, hủy follow đồng loạt trên các nền tảng mạng xã hội, người sáng lập cuộc thi Miss Grand International quay sang cầu cứu sự giúp đỡ từ Thái Lan và Campuchia nhằm đền bù tổn thất. Dù vậy, khán giả vẫn không ngừng chỉ trích Mr. Nawaz bởi điều dư luận cần là một lời xin lỗi. Khán giả Việt Nam cho rằng, hành động miệt thị ngoại hình chê bai Đoàn Thiên Ân trên sóng livestream là vô cùng thiếu nhân văn. Tối 27 tháng 10, đại diện hãng hàng không Viettravel Airlines đã trực tiếp gọi tên CEO Miss Grand. Được biết, Viettravel Airlines từng là đơn vị tài trợ vận chuyển cho Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Nếu không có gì thay đổi, năm 2023, nước ta sẽ lần thứ hai đăng cai tổ chức Miss Grand International. Đây là cơ hội tốt để phát triển du lịch văn hóa, tăng tình hữu nghị giữa hai nước. Tuy nhiên, hãng hàng không Viettravel Airlines không đồng tình với cách mà Mr. Nawaz đang đối xử với Đoàn Thiên Ân. Hãng khẳng định, sự riêng biệt về ngoại hình làm nên sự rực rỡ của phụ nữ. Dù có hoàn hảo hay không, thì tất cả mọi người đều xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Cuối chia sẻ, Viettravel Airlines tuyên bố sẽ không tài trợ bất kỳ chương trình nào của Miss Grand 2023 tổ chức tại Việt Nam. Động thái này nhằm bảo vệ đại diện Đoàn Thiên Ân, đồng thời góp phần tiếng nói bảo vệ nữ quyền, ngừng miệt thị ngoại hình phụ nữ. Viết cho cô gái của chúng ta, Hoa hậu Hòa bình Đoàn Thiên Ân, chiến binh sắc đẹp mang sức mạnh dân tộc. Đồng hành cùng Miss Grand Việt Nam 2022, từ những ngày đầu tiên, Viettravel Airlines ấn tượng bởi sự nghiêm túc với sứ mệnh hòa bình và luôn nỗ lực tỏa sáng của tất cả các thí sinh. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân là một điển hình cho người phụ nữ Việt Nam hiện đại và kiêu hãnh, dám nghĩ, dám làm, tự tin với tri thức và đạo đức để nói lên tiếng nói chung của nhân loại. Mỗi người phụ nữ được sinh ra đều là một bông hoa rực rỡ, sở hữu sự riêng biệt về ngoại hình. Và dù nó có hoàn hảo hay không, phụ nữ xứng đáng và cần được tôn trọng và yêu thương. Cảm ơn sự cố gắng không ngừng nghỉ của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cùng những gì mà bạn cống hiến cho hành trình tự hào Việt Nam vừa qua và những điều tốt đẹp sẽ luôn tồn tại mãi. Cùng người hâm mộ Việt Nam nói lên tiếng nói nữ quyền và ngừng miệt thị ngoại hình, Viettravel Airlines sẽ không đồng hành cùng Miss Grand International 2023 và sẽ không tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào của chương trình này. Vẻ đẹp thật sự của một con người không nằm ở vẻ bề ngoài mà nó chính là tri thức, nhân cách và đạo đức. Thời điểm nhận tin Đoàn Thiên Ân out top 10 chung kết, CEO Phạm Kim Dung, đơn vị nắm giữ bản quyền và cử người tham dự Miss Grand, không giấu được sự buồn bã. Bà trùm hoa hậu cho hay, lúc đó chẳng tha thiết gì nữa, chỉ muốn tìm xem Thiên Ân đang ở đâu, có cần hỗ trợ gì hay không. Dù gà cưng bị Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chê bai nhan sắc kỹ năng kém, tuy nhiên bà Phạm Kim Dung vẫn bày tỏ sự đồng cảm cho rằng Chủ tịch người Thái Lan phát ngôn trong lúc tức giận nhất thời, không kiểm soát được lời nói. Nữ doanh nhân cũng kêu gọi khán giả Việt không nên kích động, ngừng việc hủy follow MCI. Trong việc này tôi thấy ông Nawaz đang bị dùng nén bức xúc khi hơn 2 triệu người đã bỏ theo dõi trang chủ MCI, đồng thời có nhiều chỉ trích trên fanpage MCI và mạng xã hội, nên ông ấy đã có phản ứng tự vệ là phải lên tiếng. Tôi nghĩ đó là cảm xúc nhất thời khi đối mặt với áp lực thôi. Việt Nam có một câu rất hay là cơm sôi nhỏ lửa. Nếu như ông Nawaz đã tức giận như vậy mà bản thân tôi cũng cảm xúc theo thì mất hay.